bà mua bé họ nó lấy tiền lấy trốn rồi được hai kia chỉ cút lúc cũng mua ta lại họ ném còn một xuân đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát Thanh Hóa. Không khí Tết của đồng bào ở xã Hương Sơn. Đó đang rồi nữa. Đó đang rồi nữa.